Quay trời. Dạ nó ngừng cái ăn nha Lạc tao. quá nó mặt quá. Không cho cái này sao mà số. Đi cái đại hả? Dạ anh đề nghị mấy anh không? Phải mới địa phương. Anh đề nghị mấy anh không? Có quay này hả? Hai anh cũng quay nha. Từ đầu nó cứ quay. Nhưng không chơi quay này. Còn anh quay ngồi ngủ của người tốt. Nhưng mà anh này không cho quay. Dạ ngồi nghỉ nào cưng. Tìm cái tủ với số đó là đi hả? Không. Tôi nhận cái xin anh thằng em không được quay đây. Nếu anh muốn quay hay giờ quay anh cho để gọi người tốt. Uống cà phê đi anh. Tủ rồi số tới. Quay rồi. Ờ, tí Long Xuyên quay. Dạ, trời cái Long Xuyên quay chứ là tiền anh Hưng đó cho là không cho quay được sao mà sao đó mà được. Cái đó chuyện của mấy anh. Mấy anh quay đây, mấy anh có trình phép, mấy anh có giấy giới thiệu gì đây lại đây đâu. Anh có giấy gì không? Quay sạch à mà cho hết trời mấy anh nó là nhật cho hồi phút. Mẹ nó. Làm đi trà đường kia ơi. Bạn có số tiền mà ăn Tết cho nó vui vẻ có một mùa xuân mới. Trời ơi hay quá ngoại ơi. Coi đó là cũng nhờ cô bác quý nhân hộ khẩu trong nước ngoài nước cũng như cộng đồng trong nước ngoài nước. Xe đâu ngày đầu con gặp gạch đúng không anh? Dạ. Ngày đầu con gặp những thứ đúng không? Dạ đúng rồi, chưa cái chỗ mình để lấy số con bác lại đó. Dạ. Cũng như nhờ cô bác ở gần xa ở đây là hỗ trợ cho Hữu đó, cũng như là mua may bán đắt vậy đó. Dạ. Chỉ Hữu với Ngọc Nga lại lấy cái số về bán vậy đó. Anh em chị em ở đây gần xa gì đó cho Hữu bán cái số. Ngày đầu mình chưa biết ở đâu lấy trên hết. Dạ, ông chủ cái số, ông chủ tìm cái số, ông đưa của đây đầu tiên mỗi ngày thôi. Còn ở xa quá, tốt nốt, xa quá, ông có giao. Thì muốn lấy gần gần ở đây, cô bác ở đây gần gần đây cho Hữu lấy ké vậy đó. Ủa, mình lấy sĩ được cái gì không? Dạ, tại vì mình chưa mình nhận. Hữu ngày không có không đó. Thì chưa mong lại. Sao bữa nay bán là mình có số, mình cô bác hoàn ảnh mình đó. Ra Hữu cũng nói trước vậy đó. Ra đang ra chiều, Hữu kiếm cái số mà bán. Đây là anh Hữu mà để số hay chưa? Đây là anh giám đốc Hữu. Cảm ơn là thường biết Nga. Cùng với kế toán là bà ngoại anh như vậy. Bà ngoại của ông giám đốc. Giám đốc mà làm cái ông gì là kế toán? Dạ. Giám đốc và vợ giám đốc là tí ha. À. Bà đi rồi, bà đi công chuyện. Ờ, thư ký ghi cả chị Xuyến. Bữa nay để bà ngoại nhập viện. Bữa nay mẹ đi công chuyện hả ngoại? Ờ, bà ngoại em mẹ đi ra công chuyện với chị kịp. Được anh chị Kiều Pháp dẫn đi chơi. Ờ, phải rồi. Ủa gì hả? Ờ, Pháp đi rồi. Sao? Đi mà không hay luôn trời. Không hay luôn. Tại mấy nhỏ này nó ở riêng. Anh A Thòn đó dẫn đi rồi. Dạ. Đi chơi rồi. Dẫn đi chơi rồi. Không có hay. Bị ổng mới về nước đó, rồi phải đón ngay sân bay đó. Có, dạ. Em chơi, đi chơi mấy ngày á, nghe nói là đi vậy đó hả? Chụp mặt thế giới luôn đó. À. Tại vì ngoại không có ngoại mắc làm đó, ngoại không hay. Không, ngoại nhìn rễ phát một chiều liền à. Dạ. Hôm bữa ngoại có đọc cái câu hơi gì mà chúc giấy số đó chú, ngoại đọc lại ngoại. Đọc lại á, bây giờ như vậy. Rồi. À, người ta thường thường người ta nói câu này nè. 10.000 bỏ túi mà chi. Đó. Mua tờ vé số có khi làm giàu. Trong chùa thì có ngọn trúc đào, ngoài đường thì có những người bán vé số dạo để làm giàu cho bà con. Còn trời còn nước còn non, thằng Hữu với con Nga còn đi bán vé số là bà con còn cơ hội để làm giàu. Lạc quá mày ơi.
Có nghe là không cảm xúc à. Thủ đáp lại đi Thủ ơi. Thủ không biết cái học đó. Thôi coi. Dạ. Đáp lời ngoại liền. Sông sâu, sông cả, sông đào, ba con sông mấy mà đổ vào tình thương nha. Nghe quá thôi. Đến nghe làm thơ luôn nè. Nghe đi. Nghe làm thơ đi nha. Có biết làm bài gì không nha? Nghe làm thơ cho anh nghe nha. Thôi. Thương anh nói gì đó. Em biết để đâu. Năm đường bắt hồi dạy luôn đi. Quốc luôn. Ông phải cho dạng không? Món gì cũng được hết á. Nói gì cũng được. Ăn ăn một chiếc ghế. Cho mang theo một vàng, mang túi ba gan. Vì mà túi ba gan mang theo mà định. Ok. Ừ, quá vậy được rồi. Hôm nay là ngày khai trương. Hủ Nga bán giấy số, cô bác lại ủng hộ chiều nay trúng số. Đặc biệt rồi mai túi ba gan mang đi mua vàng. Đó. À. Đặc biệt là nếu mà chiều nay trúng số là ngoại có tuyển chồng luôn. Không trúng mà cũng đã tuyển rồi. Ơi giờ cho ngoại xin phép lên nha nha. Chưa chưa mẹ. Chưa hả? Tủ lại. Tủ lại. À còn cái này cũng như là chờ cái tủ phải không? Chờ chờ tủ lại. À vậy là cái này là mình tâm sự. Vui mừng vui con cháu mừng vui ha. Anh Hữu là chuẩn bị bài hát gì để ngồi ra chưa mà dợt trước đi. Dạ. Rồi rồi em phải đóng nghe. Em luôn đem luôn. Rồi tới. Tới giờ tới. Rồi rồi cái đóng. Rồi tới rồi, tủ tới rồi. Rồi tủ tới giờ đóng đi. Ra đóng tủ đi. Thủ ra đón người chợ tụ tới khai trương luôn nghe. Dạ. Rồi có lấy số. Rồi đóng. Có. Rồi đóng nghe. Dạ. Nay mày mới bằng đồ đẹp đó. Trước giờ đâu bằng đồ đẹp đâu. Quá vậy. Nay mà món cuốn cầm có những gì ngoại? À, con gà nấu cháo. Hai con gà. Hai con. Dạ. Với lại một mâm trái cây. À. Trời ơi. Ờ cái này ngoại gà. Có biết là cảm giác thế nào? Mới đến trong nhà con. Dạ. Tưởng đâu đang cúng mà chạy ra. Quay ra. Là hủ đang đón cái hủ đang xịt phì cây sơn ha. Rồi. Nhà thấy gần cái ăn nhanh nhau. Nắm mặt quá. Không nhanh lên để theo một số. Như vậy. Như cái đại hả? Dạ anh đề nghị mấy anh không? Phải mất địa phương. Anh đề nghị mấy anh không? Có quay đây hả? Hai anh cũng quay nha. Từ đầu nó mới quay. Thì không chờ nó quay này. Còn anh quay lên ngồi ngủ ngồi tốt. Dạ. Chị mà anh nè không cho quay. Dạ ngồi nghỉ nè cưng. Cái tủ với số đó là đi hả? Không. Tôi nhận cái xin không anh thằng em không được quay đây nếu anh muốn quay hay vậy quay anh cho để mọi người tốt chú cà phê đi anh tủ rồi chú số tới quay rồi tí Long Xuyên quay. Dạ trời cái Long Xuyên quay chứ là tiền anh không đã cho là nó không cho quay rồi sao mà sao đó mà được cái đó chuyện của mấy anh quay đây mấy anh có trình phép mấy anh có giấy giới thiệu gì đây lại đây đâu anh có giấy gì không quay sạch sẽ mà sao hết trời mấy anh nó đang nhặt tiền cho một phút mẹ nó đâu ở nhà tới đây cái mít mà tím của em gì mà em quay tiền muốn về hả ra bạn không quá rồi ngoại đẹp quá. Mua chừng thấy gì thấy buồn không? Cũng vui vẻ lên. Vui nha. Hơi buồn chút. Đã thủ biển sao cái ngày khai trương của mình mà không được thuận lợi gì em nghĩ hơi buồn buồn chút vậy đó. Hơi buồn buồn xíu thôi. Nó có gì đâu mà mất ăn chập bự. Chán nó được vui vậy. Tại chắc là ai là sáng sớm thấy bà con tới ủng hộ anh mua vé số anh đông quá người ta sợ mấy anh chặt hụt quá còn đâu anh. Tại vì cũng như là ngày hôm nay là cái ngày khai trương cái quầy vé số của Thủ như thế rất là bà đông bà con đến tập trung để mua vé số ủng hộ Thủ sáng hôm nay. Yeah.
giờ có cái anh gì đó đi lại cấm quay về cả nhà, hơi buồn à. Giờ Hủ với mẹ bà ngoại vợ chuẩn bị ra đóng tủ nha. Tủ vé số tới cả nhà. Tủ vé số giao tới nhà anh Hủ rồi nha. Vé số Hủ nghe 50-20 luôn ha. Trường khác hát tặng vài bài đi anh Hủ ơi. Dạ. Tôi thương vợ tôi ngắm mỗi lần đôi nò chung lòng. Tôi thương vợ tôi mỗi lần đi bên mồ côi. Tôi thương vợ tôi không lực là xa quá gắm nhung. Tôi thương vợ tôi biết thương chồng thương con hết lòng. Vạn nắng ngày đêm sớm chiều nắng mưa dài dầu. Không ham giàu sang không đua đòi xa lớn nhà cao. Tôi thương vợ tôi không lực là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi biết thương chồng thương con hết lòng. Dạ xin hết. Ông hỏi số chú ơi. Ông hỏi số chú ơi. Mới khai trương. Bệnh số à tiếp bạn. Dạ số chú ơi. Mới khai trương á. Bệnh chục tờ. À bà con ngựa, bà con ngựa, bà con ngựa. Ngựa. Bệnh, tức anh bệnh. Sát vô để em ăn mưa lạnh. Sát này được anh bệnh. Vô vô, bà con ngựa thì hai. Con ngựa, con ngựa đó. Hai chục tờ. Nhắn lại thì 10 tờ. Bệnh, tức anh về tờ bệnh. Bà con ngựa hai hai tờ. Dạ. Bà con bên Hủ hả? Bà con Hủ ở sớm mà ruột bệnh, tức anh về tờ bệnh. Điểm nghe không? Số là nhiêu ơi. Số gì ơi? À, đi làm. Rồi bây giờ hai thằng bắt hai ghế ngồi đi, đừng có đứng nữa. Hai ghế ngồi đây. Trong thời gian chờ đợi cách mua thì em ngồi đó đi. Chị ơi, chai nhiệt tin đi ra xe 2 chị. Chứ tẩy. Này ông chủ, này bà chủ. Đó, giờ lên giám đốc rồi. Anh chủ ơi. Dạ. Lên chủ nha. Thắm đợi mua nha. À, ngày đầu tiên bởi vậy còn quay lên kênh chị biết nhiều đang ủng hộ anh Hủ rồi nha. Bà chủ. Khai trương rồi bà chủ vui lên các coi. Lên bà chủ nha, nha. Dạ. 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 Dạ cậu. Có 2 tờ 77 77 hết rồi con. Có khách nhí. Nè coi từ nào có lớn nào. Thế nào lấy đi. 75 đâu.
Tấm lòng đâu có. Chính làm được không?